Messi tham gia cuộc đua chưa từng có với Ronaldo. Lionel Messi chuẩn bị thách thức Cristiano Ronaldo với dự án mới toanh. Ngôi sao người Argentina đã bắt đầu lấn sân sang những lĩnh vực mới hơn. Lionel Messi chuẩn bị cạnh tranh với đối thủ truyền kiếp Ronaldo trong lĩnh vực thương mại. Cầu thủ bóng đá nổi tiếng hiện đang chơi cho Inter Miami CF ở giải Major League Soccer, một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuy nhiên, lần này không phải nhờ kỹ năng tuyệt vời trên sân của anh. Messi đã có một quyết định bất ngờ khi hợp tác với Marc Anthony Brands, công ty chịu trách nhiệm sản xuất các loại đồ uống nổi tiếng như White Claw Hard Seltzer và Mike's Hard Lemonade. Siêu sao người Argentina mới đây đã thông báo rằng anh sẽ tung ra một loại đồ uống bổ sung mới. Trên bài đăng Instagram, Messi cho biết, "Tôi rất vui mừng khi được tung ra một loại đồ uống bổ sung mới có thể thay đổi cuộc chơi. Tôi được đầu tư với tư cách là chủ sở hữu. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây." Được biết, Ronaldo cũng tham gia vào thị trường này khi tung ra sản phẩm CR7 Dry hợp tác với gã khổng lồ dinh dưỡng Herbalife. Đồ uống của Messi dự kiến sẽ tung ra thị trường vào mùa hè, với thông tin cho rằng anh đã hợp tác với công ty nước giải khát White Claw. Messi đang hợp tác với người tạo ra thương hiệu White Claw để tạo ra một loại đồ uống hydrat hóa không cồn, có thể thay đổi cuộc chơi, không giống bất kỳ loại nào khác. Thị trường nước tăng lực đã nở rộ trong thời gian gần đây. Cầu thủ người Argentina sẽ phải đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu khác như Gatorade, trong khi những lựa chọn khác như Pram cũng mang đến sự cạnh tranh gay gắt. Mặc dù không có nhiều thông tin về loại đồ uống mới này, chẳng hạn như tên hoặc hình dáng của nó, nhưng Messi đã chia sẻ sự hào hứng của mình đối với dự án này. Sự hợp tác này cho thấy Messi sẵn sàng thử những điều mới và mở rộng sở thích của mình ngoài thể thao. Thông báo này đã tạo ra rất nhiều sự phấn khích trong cả ngành thể thao và đồ uống, mặc dù không có nhiều thông tin chi tiết. Có vẻ như Marc Anthony Brands đã đưa ra quyết định tham gia vào thị trường đồ uống không cồn, phù hợp với xu hướng hiện nay của ngành. Mọi người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và tinh thần của mình, vì vậy họ đang lựa chọn những lựa chọn không chứa cồn thay vì đồ uống có cồn. Điều này đã khiến các công ty sản xuất đồ uống có cồn bắt đầu đưa ra nhiều lựa chọn hơn. Gần đây, White Claw đã cho ra mắt phiên bản nước mới không chứa cồn nổi tiếng của họ. Thức uống bổ sung nước mới của Marc Anthony đang được tiếp thị như một loại đồ uống thế hệ tiếp theo mà mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể thưởng thức. Điều này cho thấy nó có tiềm năng thu hút nhiều đối tượng người tiêu dùng. Việc Messi tham gia vào dự án kinh doanh này mang lại rất nhiều sức mạnh ngôi sao cho thương hiệu, tận dụng sự nổi tiếng và sức hấp dẫn to lớn của anh trên toàn thế giới. Messi là một vận động viên rất nổi tiếng trên toàn thế giới, vì vậy nếu Messi ủng hộ thương hiệu đồ uống mới này, điều đó có thể khiến nhiều người biết đến thương hiệu đó và sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.